Ok rồi, chào mọi người, chào mọi người quay trở lại trên nội mình rồi. Vô nên mình đây, và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft Red Block. Đây chính là một trong những cái Minecraft mà được đánh giá là cực kỳ xịn sò cho low NPC, có nghĩa là những cái máy mà nó nằm dưới đá xã hội, ý mình là mấy cái máy mà nó kiểu như là yếu anh em ạ. Đây, và đây là do tất nhiên nó là Skyblock cho nên nó cũng nằm trong đây. Và nếu mà anh em nghe thấy tiếng gà rè, mong là anh em không cảm thấy người ở ngoài gió rất là mạnh và mưa cả mạnh rồi. Quái thật, vừa phơi đồ cái mưa. Ok, đổi kỹ thuật một tí nè. Rồi đặt, thì đầu tiên phải xem cuối nhiệm vụ đã, không được đi trước thời đại nào. Rồi những gì mà bạn cần phải biết nè, nó nhiều quá không đọc nữa. Ok, giờ đến với đề kỳ số 0, nó kêu mình lấy 2 cục gỗ. Tại sao nguyên một cái cây bự như thế này nó kêu mình lấy 2 cục gỗ nhỉ? Vô lý. Hay quá, mình còn giữ được một mầm cây. Hai mầm cây. Cái cây như thế này mà chỉ có 3 cục gỗ à. Ở dưới này là 3 nhân 3 nhân 2. Nhân 2 à, không phải nhân 3. Mình mới nãy mình test thử có ọt excavator không? Không ngờ nó có ọt excavator, nó còn bay hết cả lá. Cây à, nhưng mà không sao, mình nhặt lại kịp một vòng cây hai nữa. Rồi mình nghĩ là mình đến đây là chúng ta cần phải, tại sao một gỗ thì được 2 quán? Ok, vô lý, một gỗ 2 quán à. Ok, kêu mình làm cái bàn chế tạo này. Ui, nó ăn chặn mất của mình mất tiêu rồi anh em ạ. Mình sẽ cần phải mở rộng cái sàn này ra để cho nó hứng được mấy cái mầm cây, đỡ mà sau này nó mất hết một cây thì coi như là đời mình xong, nguy hiểm quá. Cái hàng này ấy, nếu mà mình đi đi nhầm phát thôi là coi như là mình có thể rơi xuống bị voi ấy, rất nguy hiểm. Ultimate đáng sợ luôn. Sẽ mở rộng lên như thế này. Đâu 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 rồi, lớn lên cùng à, lớn rồi rồi chúa. Mình có được nhiều mầm cây hơn. Good. Hạnh phúc quá. Bây giờ nó sẽ cho mình cái gì? Cái đéo gì đây? Cái này cái châu Phi, nhưng mà mình không đọc được rồi xong. Thì ngon quá. Nó kêu mình làm cái rút này quá đơn giản. Mình cũng định làm cái rút đấy nè mọi. Mình còn tại sao cái công thức nó lại ăn chặn một cách kinh khủng thế này? Ôi, cái này nó có làm thành cái cục red rút được không? Không anh em ạ. Rồi steel link shopping. Hai cây nhờ, chưa gì hết bị ăn. Nhưng mà được 6 con sâu, được, good good good, tốt 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 tốt. Bây giờ là mình sẽ cho sâu lên, nếu như đây là không phải S92 nên nhé, con sâu này rất là xịn, không như con sâu của con sâu cũ. Con sâu này ăn ăn lá rất là nhanh nếu như mình nhóm nhầm. Thế cho nên là mình sẽ cho cây này lớn lên rồi sau đó mình sẽ cho sâu vô luôn. Mình nhớ con sâu bự nó ăn xịn hơn con sâu nhỏ đấy. Nhưng mà lớn lên cây ơi. Cây ơi. Rồi, đợt cây lớn rồi. Mình phải đập đá để đi ra. Tiếc thế. Bắt đầu cầu đất để đi ra nha. Rồi, sâu vô. Và nếu mình nhớ nhầm thì tốc độ lan của nó rất là nhanh. Hay là mình nhớ nhầm comment người ta. Đấy, đấy nó đang rất là nhanh, và mình sẽ để lan xong rồi mình sẽ quay trở lại. Nhanh thế nhỉ. Rồi bây giờ mình nghĩ là mình sẽ cần làm thêm một cái group. Bèo. Oh no. Bấm gõ đây được một cái group. Nó chua quá. Mình nghĩ là mình đập từ từ thôi, mắt chỉ hay. Bấm nhập, ok, nhưng mà không sao, hên nó không mất cọc chỉ nào. Stone Over, mình được một cái nhiệm vụ chỉ. Xịn thế nhỉ, mình đã đi trước thời đại rồi. Nhưng mà cái cuốn này đi trước thời đại không sao, cái cuốn kia đi trước thời đại nó mới có sao nè. Cuốn này đi trước thời đại nó vẫn tính. Rồi, được copper coin này, bởi kia mình đào con đá cuội à. Hình như là nếu mình nhớ nhầm thì mình sẽ làm cái crucible, sau đó ra cái si đúng không? Bây giờ mình có chỉ rồi, mình có thể đào được một cái si này. Nhưng mà mình không biết là trong đây nó có mod C không. Nếu mà mình nhớ không nhầm ấy, mình sẽ làm một cái C C gỗ cái dòng C đất.
ra mấy cái cục đá bé tí tì tì, xong rồi mấy cục đá bé đấy nó sẽ biến thành một cục đá bự. Đấy, đó là nếu mà mình nhớ nhầm, còn nếu mà mình nhớ nhầm thì coi như xong. Từ từ để mình check coi có cái si không đó. Si có. Alright, thì bây giờ thì đầu mặt nhanh thế nhỉ, mấy cái cây bự này mình không ngán anh em nhé. Còn excavator là không ngán mấy cái cây này. Ô, táo 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 táo. Đấy, nhiều mầm cây rồi, bây giờ chỉ cần táo thôi. Có táo là có thức ăn là còn sống. Mình không biết là gớt xuống đầu wall nó có keep inventory không, nhưng tốt nhất là đừng gớt. Một cái barrel đèo đặt ra và để một cây vào nó sẽ ra đặt, mình có thể để cá sâu vào nữa. Bây giờ chúng ta sẽ xem công thức của C. C này, C này nó bị lỏng ở bên, nó không có cái ruột ở bên trong, có nghĩa là cái C này mình sẽ cần phải nhét cái mét vào trong người đó. Quá đơn giản. Bèo. Đấy. Đi trước thì đại cảm giác nó kimochi không, ý mình là nó sướng làm sao ấy. Bèo. Bây giờ mình có cảm giác như là, mà không, mình cần cái rút chứ. Mình đã nói là mình không cần tới cái rút này nữa, nhưng mà mình nhớ là mình cần một cây. Gỗ đổi được một cây thì nó phải gọi là stone mới nổi. Đấy, rồi mình sẽ bỏ đất vào đây và có cả granite và dioxide, andesite nữa. Hơi lạ nha, hơi lạ nha. Mình nghĩ là mình sẽ cần phải làm một cái gương ấy. Oh no, nó hơi lạ hả? Tại sao nó lại có mấy cái pebble, có mấy cái thằng đá của chuối nào đấy? Nhưng mà để mình xem coi trong đây có cái gương đồng, gương bạc, gương sắt, gương kim cương gì không. Gương đế gì đấy. Vậy là oh no, vậy là giai đoạn đầu mình hơi khổ này, mà bao giờ cuối mình nó khỏe được chứ đoạn đầu thì gọi là khổ không không tả được. Anh em biết ở đây mình chơi game là mình rất là quan trọng cái vấn đề kho chứa nhé. Kho chứa mà nó không hoàn thiện một tí thôi là mình hay bực. Stone Pebble, cái cá chơi xà lan phân mình cũng gì nữa, không có MA là mình hay bực. Yeah, thời kỳ đồ đá đi tắt. Xong nhiệm vụ này. Đi trước thời đại cảm giác đã hết rồi à. Bây giờ mình sẽ pha một tí rồi mình sẽ quay trở lại. Trong lúc mình pha mình mở rộng thì mình nhận ra trời tối rồi em ạ, đến lúc phải làm cho mình một cái giường. Hết gỗ. Ok, beo và được. Cái giường này làm hay không cũng không quan trọng lắm, bởi vì bây giờ có ngủ hay không cũng chẳng sao, nhưng mà mình muốn là trời cho nó sáng, nhìn cho nó sáng sáng này, mà bởi vì làm video ai mà muốn lại cho người xem của mình nhìn nó tối tối, cái kiểu như là tối quá người ta không thấy gì ấy. Và mình cũng sẽ xây một cái mốt farm, để dự định của mình sẽ xây một cái mốt farm đó, cho nên là việc ngủ rất là quan trọng. Mình không muốn quái spam ra ở ngay nhà mình chỉ muốn quái nó spam ngay cái mốt farm thôi. Oh no, cái lúc này xài hao quá rồi. Ok anh em ơi, sao cuối cùng sau bao nhiêu đằng thì cuối cùng mình cũng đã có được một tách gỗ rồi, cậy hơi bị căng. Mình không cần xài tới cái rút nữa nè, mà bởi vì cái rút nó tốn gỗ quá. Hai cục gỗ bự được một cái rút, một cái rút nó chặt được một cái cây, mà một cái cây thì nó cho từ 4 tới 6 cục gỗ, có nghĩa là mình lời rất là ít gỗ nè. Mà đấy, nếu mà mình muốn gỗ mình không làm rút, còn nếu mà mình muốn đất thì mình mới làm rút. Bây giờ thì mình đang có, hiện tại đã có một stack mầm cây, bởi vì có một cái cây bự nó xuất hiện cái nè, và một stack sâu luôn. Đấy, có một cái cây bự nó xuất hiện, rồi mình chặt mình lấy hết lá của cây bự ấy, xong rồi bằng cách ảo diệu nào đó nó cho mình một đống luôn, ý mình một đống bằng cây. Bây giờ mình sẽ cần phải mở rộng này, mình đã làm cái này kiểu là ba nhân ba nhân trường ô ở giữa để mình đứng giữa mình cho nó một cây ấy. Rồi mình để ô ở giữa nhưng mà nó cái ô ở giữa nó hông mình sắp chết này, mà thế cho nên là mình cái này người ta gọi là thay đổi tư tưởng đấy, nó kiểu thế. Hiện tại mình đã có 10 cục đất của mình này, mình có thể kiếm được 10 cục đá củi nếu như mình hên, còn không thì 5 cục đá củi cũng được. Đấy, cây nó cứ mọc tiếp thôi, mình cứ đứng đây và đi qua đi lại, mình không cần phải bấm shift nữa, bởi vì cái mod này là đi qua đi lại nhảy thôi nó cũng lên rồi, nó còn bấm shift nó chỉ là một cái hành động mà nó nhanh hơn là nhảy và đi qua đi lại thôi. Bây giờ mình sẽ cần phải xem cái mod farm này, mình sẽ mở rộng hết 16 cái quán gỗ luôn. Cái mod farm này mình sẽ xây bằng gỗ. Ván gỗ nhưng mà không phải là phiến. Lý do thì chắc là anh em biết rồi, bởi vì mình
từng làm nó trong cái gì ấy nhỉ, cái may ghép gì đó của mình ấy, 1 2 3 4. Thì cái khi mà mình làm trong cái may ghép đấy thì có một cái vấn đề, chính là mình lỡ bật cái computer hết tất cả những cái mà gì, cái đó người ta gọi là gì anh em nhỉ, hết tất cả những cái hàng mà phiến ván gỗ của mình đấy, thì mình đã OS Cavita hết tất cả luôn, từ đây OS Cavita thẳng về nhà luôn đấy. Thế cho nên mình làm ván gỗ đỡ mà mình bấm nhầm ấy thì nó chỉ bay cái nút farm thôi, nó không bay với nhà mình. Nghĩ là như đây sẽ đủ đàm đấy, nhưng mà mình có vẻ thấy là không đủ nào. Thật sự hai stack nó quá ít, một được hai, nó đặng cái gì đó nó nghèo nàn. Đây chính là một trong những cái anh em phải chấp nhận là chơi sinh tồn ấy thì không không cài nhiều, không cài cút nhiều, còn chơi Skyblock ấy thì phải chấp nhận là cài cút nhiều, đó là điều mà không thể tránh khỏi rồi. Nhưng mà Skyblock thì được cái là nó mượt đấy, nó không lắc, và không lắc thì sẽ không drop seri kìa. Vừa mới nói xong rồi hả đó. Qua đây mình không làm cái ghiều nên nhỉ, bởi vì cái ghiều thì nó chỉ là độ bền 50 mấy thôi, chặt dài cái cây đó bay cái ghiều mà nó là tốp gỗ. Bây giờ gỗ thì nó là tốp 10 hứa mà phải gọi là đắt đỏ luôn đấy, tôi cứ tưởng là đá là hứa đắt đỏ nhất cơ, nhưng mà càng về sau ấy, một cái cục gỗ bự nó chỉ ra được hai quán thì anh em biết là nó đắt đến thế nào. Theo lý thuyết thì nó đắt gấp hai lần đấy. Rồi mình có cảm giác như là không đủ nên mà một stack gỗ bự nó là cái thứ gì đó mà nó quá ít trong cái mod bách này. Rồi, được hiền quả táo này. Yeah, phiên bản hiền quả táo. Và anh em thấy là trong cái mod bách này mình rất ít khi ăn nhé, bởi vì OS Cavita trong đây nó không như cái Sky Factory. Sky Factory OS Cavita một phát là đổi tới chết luôn, còn trong đây thì OS Cavita nó nhà tôi đâm hỏng ấy mà làm mấy chục cái cũng không đói luôn. Rồi mình sẽ làm cái mốc farm và không cho Enderman, không phải mình anti nó mà bởi vì một cây kiếm gỗ không là chém chết con Enderman được, anh em hiểu được đó. Nên là anh hỏi những người anti Enderman, chừng nào mình có một bộ giáp ít nhất thì phải có một cái khiên thì lúc đó mình mới có thể mà chơi với bộ Enderman được, mà tới lúc mà mình có khiên thì chắc là mình xài kiếm đá, bởi vì kiếm sắt thì đạp rất là hao tiền. Rồi bây giờ cái mốc farm của mình nó gần xong rồi, bây giờ mình chỉ cần ốp quán thôi là nó sẽ xong. Đấy, ở đây cái việc mà đặt cái bàn chế tạo ở giữa ấy, đỡ mình quá cao y tơ ấy, thì mình chỉ bay cái mà kiểu như mình không biết phải giải thích với anh em sao luôn ấy, nhưng mà cái khúc này nó sẽ là quán phiến quán gỗ đấy thôi, mình cái này nó không ăn chặn mình á. Nó mình sẽ hai nó thành cái phiến, thế cho nên là đỡ mà mình ở cao y tơ thì mình chỉ là bay mấy cái phiến thôi, chứ nó không có, mình không cũng không biết gì hết anh em sao với anh em đó, nhưng mà nó sẽ tránh được cái trường hợp ở Cavita, cứ nói là gì là được. Rồi, còn ông nào mà từng ở Cavita nhầm như mình ấy thì sẽ hiểu rồi, mình cũng không biết phải nói sao. Mở rộng qua đây này và mình mong là nó tối hết nhé. Yes, được rồi, thôi vì là quái sẽ spam ra ngay khu đó này mà. Bây giờ thì một cái vấn đề đó chính là mình sẽ phải dọn cái phần gỗ này, rồi sau đó mình sẽ ốp ra. Nó chỉ dài cục bên đây thôi, và cái phiến gỗ phía dưới ấy, thì nó sẽ là không cho quái spam, còn cái phiến gỗ nằm ở trên ấy, thì quái nó mới spam được. Rồi, như thế này xe cho nó gầm gầm nên mà đỡ có gì thì đừng có bị té đấy. Đó, thế là xong, và mình chỉ việc đợi cho quái spam thôi. Tôi đã đợi 4 à không 5.000 năm rồi nhưng mà vẫn chưa có một con quái nào xuất hiện. Mình không hiểu vì sao mình đã xây độ cao của nó là 2, có nghĩa là zombie và skeleton có spam ở đấy, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ cần phải đọc lại cái tách này, phải là ok 25 tới 40 lốc. Wow, có nghĩa là ham ok rồi. thì trong đây có một cái điều rất là quan trọng nha mọi người, đó chính là mình không thể làm được một cái kiếm gỗ, có nghĩa là tất cả những công thức công cụ của Vanilla Minecraft nó phá hết, mình nghĩ thế, nhưng mà có thể chắc chắn nó sẽ như còn hơn đó.
Mình tưởng nó mắc chứ. Có nghĩa là bọn này mình phải đóng chai này mà. Đuối quá nồi à. Đấm một phát nửa tim. Hên mà nó không. Để nói là hên là nó không đánh được mình. Ôi dồi ôi, nó còn đấm được mình nữa thì mình sẽ tốn hơi nhiều thức ăn. Phải à. Trong đây có OS cao để đánh không? Có nghĩa là bấm ship một phát đánh nhiều lần ấy. Chứ đánh cái này hơi đuối à. Yeah. Không ra gì luôn, quá nồi. Nó đuối quá nè. Và mình định nào một cái thằng gì đấy mình không biết. À, đúng rồi, mình vừa nói là mình không biết nó là gì, nhưng mà ra nó là cái đoạn mình mới đến lúc rồi. Thật ra mình có thể dùng cái group để mình có thể kiếm được một tách mầm cây, nhưng mà mình có cảm giác như là mình có nhiều mầm cây quá, mình ra có nhiều mầm cây quá, mình kiểu như là không lọc hết ấy, cho nên là mình sẽ cần phải làm crucible đi. Mình không nghĩ là mình cần nhiều đất đến mức này đâu anh em ạ, nhưng mà có được nhiều hơn không? Ô, nó không như mình nhận, nó không như mình nghĩ. Mình nghĩ là bỏ một cái thằng vô thì nó sẽ tự động bỏ vô cho mấy cái thằng khác. Đấy. Nhưng mà cái si này thì khác nha, cái si này thì là nếu mà mình nhóm nhầm ấy thì nó sẽ là bỏ một cái vô thì mấy thằng khác nó cũng bỏ vô được. Rồi. Bèo béo 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 béo. Để đây đi, cho nó đừng rơi xuống đầu voi. Và đúng thật, cái si này thì nó được bỏ bỏ hết tất cả. Đấy, rất là khỏe. Sau này mà mình làm cái si cái 5 nhân 5 ấy, ui rồi ôi. Phải gọi là nó đã làm sao ấy. Nếu mà 5 nhân 5 thì cái tốc độ lọc của mình nó sẽ là gấp 25 lần sao chứ. Sao mới gấp. Ô, nghe anh sành spo này. Cái này phải đọc cát nhá. Ô, cái này không đọc cát à. Xịn nha. Cái anh sành spo này sau này làm nước nước phù thủy này mà. Nó là wood water. Đó. Wow, xong hết rồi này. Cảm giác gì đó nó đã làm sao nữa. Đúng là nâng cấp một tí là hiệu sức. Đấy, hiệu sức ngay. Về bây giờ mấy chú cứ làm gì đi nha, anh sẽ đổi một tí group. Thì cái công thức mà đổi group ấy nó rất là ok, bao nhiêu ván gỗ bao nhiêu gậy, và đấy số gậy đó chia cho 4 thì sẽ ra số group. Nó rất là trừ. Hồi xưa thì 1 được 4 này, 4 được 2 này, đa môn cục gỗ bự nó được hai cái group. Bây giờ không biết là bao nhiêu gỗ bự nó được một cái rút thế này. Nếu mà mình có thể nhớ, mình có thể tính và nhớ, nhưng mà nếu mà mình nhớ sai vanilla thì sau này sẽ bị rối, và mình không muốn bị rối, cho nên là mình tạm thời là cả đi bao nhiêu gỗ làm bấy nhiêu rút. Giờ thì mình có cảm giác là mình giàu rồi anh em ạ. Và đá bell stone pebble mình sẽ làm 8 cái đầm hết đi, một cái đầu nung ta-da! Xong nhiệm vụ. Thật ra cái đầu nung này rất là ok, nhưng mà không ok lắm. Nó có thể ok trong những phiên bản khác, nhưng mà cái gì đây, tao đã có 8 cục đá cuội rồi, hàng dễ hơi này. Ok, à cái nhiệm vụ này mình phải đạp chậm anh em, mà chứ đạp nhanh quá thì nó sẽ cập nhật không kịp. Ồ, cái nhiệm vụ rất là khốn nạn nha. Rồi ớ anh đó, mình định nói là chút nữa mình sẽ quay trở lại, nhưng mà mình nhớ là mình có một đống đất, và mình có thể mà dọn đất này xuống, bởi vì đất này là 3 x 2 x 2 mà. Ô sao mình hiền thế nhỉ. Ô tính ra mình hiền mấy nồi luôn á, nhưng mà thôi kệ, mình thích là farm hơn. Cái cục đấy mình sẽ giữ nó, mình không biết là giữ nó tới cuối được không, nhưng mà nếu giữ tới tới cuối series được thì mình sẽ cho cục đấy nó ốp các kiểu lên, kiểu như là kỷ niệm luôn ấy. Để nhiều mấy cái hành linh tinh đó, mấy hàng làm tiếng qua lo linh tinh. Tấm của đất bụi, cảm ơn. Đây rồi, yeah. Yeah, được hai đập copper. Phải nào đi. Cái mod này nó cày, phải gọi là cày sắp mặt anh em ạ. Cày căng lắm luôn ấy. Bây giờ mình sẽ cần phải đi kiếm nước anh em ạ. Làm ơn, hãy xuất hiện con gì đó bên đấy đi. Bèo, 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 bèo. Để mình cho đồ vô. Mầm cây của mình đang hết với tốc độ ánh sáng anh em nhé. Nó hết cực kỳ nhanh luôn, bởi vì là cái này nó trên lý thuyết thì nó sẽ cho mình gấp 4 lần đất so với cái tốc độ nó nhanh hơn, nhưng mà nó sẽ tốn tài nguyên của mình hơn gấp 4 lần. Cái này thì do là làm thì chịu thôi chứ biết sao giờ. Cái Ox Crucible, và cái Ox Crucible này thì nó sẽ là mình bỏ lá cây vào, nó sẽ cho ra mình nước. Yeah.
Ok, rất ổn. Bây giờ mình sẽ cần phải bèo. Bèo. Đấy, ba cái cây thì sẽ kiếm được 10 mâm. Có nghĩa là muốn muốn cho tạo bốn cục đất thì phải chặt 12 cái cây. Nếu ôn nó chỉ đúng mặt, nếu mà tính theo cả bọn bọn gì nhỉ? Kiểu như là chặt cái đó là tính của chặt thôi ấy, nó còn phải là chậm lại nữa, nó còn phải tiêu hao nữa nè. Ui rồi giờ không đủ rồi này, mình có thể dùng cá sâu. Mình không nghĩ là sâu sau này mình dùng để ăn đây, mà bởi vì nếu mà mình nung ra thì nó ăn được có phân một cục, ok nó ăn được có một cục thôi, nhưng mà mình phải tóm tới một cục gỗ để nung nó, mà gỗ đây ôi trời ơi nó làm cái gì đó mà nó căng căng hơn dây đạt. Nhưng mà đất sắp xong hết rồi, bây giờ mình sẽ cần phải đào một cái stone hammer đá beo beo cho mấy hàng kia làm gì nhỉ, mình có xài mấy hàng kia đâu, beo chuyển sang quê hết. Chốt tomate hammer. Ui rồi ôi nó tốn đá ba lần cái công thức cũ. Tại sao mày đây, tại sao lại có cái bản mod nó khổ dông đến mức này? Hãy cho tôi đi ngủ nào. Cái bản mod này thật sự nó làm cái gì đó nó căng lắm anh em, không những đã khó rồi mà tài nguyên nó còn đắt đỏ. Nó đúng kiểu là hành hành sắp mặt, nhưng mà mình mong là về đây mình sẽ khỏe, chưa mình kiếm được một sỏi này. Ốp sỏi thì dễ, chỉ cần một cục đá. Ui rượu nó lại tốn đá, nó sẽ ra một cục sỏi. Ok cho nó cập nhật phát và sang một két cập nhật phát. Nếu mà nó không kịp cập nhật thì mình sẽ phải dùng một cục đá cuội nữa để có thể đỡ đến một cục sỏi. Ok hai cục bờ tiền nó làm gì nhỉ, tiền nhiều ra nhỉ nhỉ. Ok nó sẽ kêu mình làm cái vườn gì đây, Flynn. Flynn này rất đơn giản, kiếm từ sỏi. Nhưng mà sỏi thì nó lại đi từ đá. Từ từ. Tôi thấy không ổn, có bộ Stone Generator. Có không? Không có đâu, ăn quần ấy. Không có đâu, mình phải tạo ra cái máy phong đá cuội rồi mình đọc tay đấy. Stone Generator. Rồi xong. Không ổn rồi anh em ạ, cái bản mod này nó không ổn tí nào cả. Nó đéo tí nào cả. Tại sao mày lại có hại hành một con người, hành con người ta như thế? Đây nó cần một cái mortar này và một cái xi có 25% rốt à. Giờ thôi tao đập tay cho nhanh, khả ra đập tay nó không nhanh nhưng mà nó sẽ chắc chắn cái đá đỡ anh em nhé. Xi thì nó sẽ có ra quặng nhưng mà mình nghĩ là giai đoạn này bốn cục sỏi để đấy 100% ra một cục đá lửa thì nó lại là không phải là một cái stone cho. Yeah. Hạnh phúc quá. Hai lần nữa. Và bên stone. Yeah. Đồ Flynn. Nhưng mà cái đồ này nhìn đã quá, nó không phải là tinh cơ. Ô nó có lửa. Chém ra lửa này. Đồ bền 800 này, uy tín này. Uy tín này, khoan anh em ạ. Trước khi đầm đột linh ấy thì mình cần phải đầm, tất nhiên là phải đầm cây cúc trước, nhưng cây cúc này dùng sẽ dùng để đào đá cuội, có nghĩa là mình cần phải đào cái máy phan đá cuội trước nếu như mà mình muốn tối ưu tài nguyên. Muốn có máy phan đá cuội mình sẽ cần phải có clay này, uy tín này, đúng này. Ok thì mình sẽ đi từ cái hướng clay này nên nhé, clay và bô sẽ đi. Sao mày lại có thể khốn nạn như thế? Anh biết đua xe đinh clay nó càng dùng càng bọc xương, nó đây là một vấn đề nữa. Alright, không sao, clay thì cần đất và bỏ vào đây, đây bụi và bỏ vào nước thì nó sẽ ra cái bọc xương clay rất rẻ. Ok cập nhật good bell xong ra một cái clay cập nhật. Alright. Tên, không có cái tiếng nữa nhỉ.
và nó kêu mình làm cái Unfire Clay Bucket này, xong rồi mình sẽ nung lên. Không có cá bò này. À đâu, à không, mình phải cần phải làm cái thằng Porcelain Clay để làm cái thằng Crucible. Rồi từ thằng Crucible, từ cái Porcelain Clay đó mình mới nung ra dung nham được. Nó là một cái vấn đề, nó là cả một cái quá trình anh em ạ. Ôi trời ơi, nó chua nó chát, nó hốm cực kỳ luôn đấy. Rồi em, bây giờ mình sẽ làm cái clay bucket này. Bèo bèo bèo, nó còn có mấy cái công thức hóa học nữa nên để học não mình nè. Tôi là tôi hơi bị sợ quá nha, dù tôi là một thằng bên tự nhiên và y hóa nhưng mà giờ tôi không còn gì liên quan với hóa nữa rồi. Thì chưa có bơi bấm, và mình có cảm giác như mình có thể làm được một cái nguồn nước vô hạn. Alright, nung thêm một tí gỗ. Mình nghĩ là mình sẽ what? Hang gỗ đâu? Where hang gỗ? Ô, mày giết người à? Không, rồi xong rồi không cho làm hang gỗ rồi. Cái này mà quái nó xà ba mày, coi như là tôi xong luôn em. Mà cái bản mod này nó đi người ta đi một cách kinh khủng. Nên càng chơi về sau là càng thấy hay hốm nè, không cho hang gỗ, không cho đồ gì luôn đấy. Phải gọi là tôi cũng không biết nói sao nữa. Vậy là chỉ có một cách để kiếm hang duy nhất, đó chính là lọc đập đập sỏi ra hang thôi. Mà hang đấy tôi thấy là nó không nhiều nên tôi không nghĩ mình sẽ dùng nó làm nước đâu, và nguồn nước vô hạn. Ui hên quá, hên là cái bản mod này còn nhân tính này mà nó cho mình làm nguồn nước vô hạn, chứ nó mà không cho mình làm nguồn nước vô hạn nữa thì tôi nói hạt là tôi không biết nói sao luôn. Để mà đó, hên là nó cho mình làm nguồn nước vô hạn. Giờ mình có một đống đất này, nếu mà mình cần thì mình sẽ xi nó, còn nếu mà không thì thôi. Bây giờ mình sẽ cần phải xem coi là mình phải lên kế hoạch để xem coi là cần phải làm gì tương lai nè. Thấy là tương lai hơi bị mờ mịt rồi, nó đi hơi đuối nè. Rồi mình cũng mở rộng nó một chút, có lẽ như là trong lúc chờ mình sẽ mở rộng một tí. Oh yeah, ôi trời ơi, hạnh phúc quá. Bây giờ mình sẽ cần phải làm cho mình một cây flint saw này. Mình sẽ cần hai cái đá đỡ, mà đá đỡ thì nó lại đi từ đá cuội đấy. Cuối cùng cũng cũng có được bọn này rồi. Mình áp ca hay bị đau lắm thì mình vẫn chưa biết được rồi định sẽ làm gì. Ủa, rồi xong rồi, đừng trả trả lại em cục. Nó không, ây da, nếu mà biết nó không trả thì ít ra mình xây để kiếm 25% ra đó đỡ. Cây hả? Ở đây anh bác, ở đây một cây 800 độ bền. Ui rồi, uy tín thế nha. Từ để coi cái nhiệm vụ phát, để cho nó chắc một phát. Đã, mấy anh ơi, này thì vô hái. À không, đáng quá, đáng quá, đáng quá. Ok, ôi khúc xương rồi kìa, hạnh phúc với nồi ba con xương luôn. Good 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 good, ba con xương được một chỉ tiêu rồi đấy. Hên đấy, hên đấy. À, vậy thấy là một cái tương lai cực kỳ sáng sủa. Ủa dẹp ơi, quay chậm là xương thôi, mấy anh zombie thì không gớt gì cũng được. Oxlack Bell, good 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 good, có được ba cục xương. Ok, 5 cục rồi, 5 cục đầu của chỉ tiêu nhé. Mình chỉ cần 3 cục thôi. Bây giờ mình sẽ cần phải xây cỡ 4 cục đất đi cho nó chắc. Mình sẽ cần cỡ 2 cục đá cuội đây. Ôi no, mình đầm hơi bị nhiều group anh em ạ. Này vô đây, eo bèo 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 bèo. Ok, 2 cục đá cuội. Bây giờ sẽ để 2 cục đá cuội ra và ơi, ra được 2 cái đất, và đấy 2 cái đất này để tạo ra 2 cục bụi. Cái nhầm, hai cái hai đất sét, đất là bụi mà. Đeo và một cái nữa.
Lý do mà mình để cái chỗ này nó xa xa ấy, bởi vì mình muốn lúc mà mình đang làm việc ở đây thì quá nó sẽ spam mình kia. Ồ, hay đó, chuyển ra được không? Đây chuyển luôn này. Rồi bây giờ mình sẽ cần phải đào một cái hàng. Rồi xong. Ôi, nó cần phải có cái hàng mota. Cái gì đây? Giết người à? À, có cầm hết là bằng rừng. Ok. Vậy là tổng cộng là nó cần tới 7 cục. Holy. Anh em, nó cần tới 7 cục, 7 cục đá cuội để làm một cái mota. Giết người quá. Rồi, không sao rồi. Cái OS Cavitar này tin là nó không tốn mức ăn, nhưng mà được cái là nó không nhập đợi cho mình. Trong Sky Factory là dù nó tốn mức ăn nhưng mà nó vẫn nhặt đợi mấy cái món cho mình đấy, cứ như là nó nhặt từ xa luôn. Đây, tiếng hay to đang gọi shit này, từ cắn miếng. Ui rồi nó lại mọc nữa này. Bao nhiêu cái rút chặt bao nhiêu cái cây cho đủ đi. Bây giờ mình sẽ cần là mình không biết là đá này nó có được không, được thì phải quá, thành này có chuyển sang sỏi được không này. Granite bị gãy à? Ok, cái gì đấy? Ô, cái này siêu. Ô, ga két. Ô, cái này mới à nha. Cát thì lại đập ra bụi. Ô, và đây chính là cách để tạo cát này mà. Đấy, granite là tạo cát. Andesite để tạo gì? Andesite. Andesite không tạo ra gì cả. Tạo ra bụi andesite. Ồ, cái này vui nhỉ. Nó bộ. Ok, mình có cảm giác như là mấy cái hàng này sau này mình sẽ cần anh em ạ. Là hàng Andesite nó xì cái gì? Hàng Great Andesite. Nó xì Ruby Redstone, bla 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 toàn mấy thứ mà trên trời dưới đất gì không thôi. Vậy thì bắt buộc phải xài tới cái hàng hàng hồn người, hàng đất gọi hồn. Mình sẽ gọi nó như thế bởi vì nó là hàng đá cuội bình thường nhất trong cái đám này. 7 cục đá cuội là cần tới 35 cái mẫu nhỏ. Holy fuck. Ok, đủ rồi. Hàng đó. Oh no. Đồ nhiều quá anh em ạ. Bây giờ là đồ linh tinh đó. Từng ra từng đưa. Chỉ từ một cục đất mà nó ra biết bao nhiêu đồ. Ủa, tôi tính nhầm à? 7 nhân 4 chứ không phải là 7 nhân 9. Tính nhầm. Rồi. Flint. Give me Flint. Onegasimax. Ở đây hai đó một cục Flint. Cái một cục nữa. Thôi nào. Đưa tao đã được. Đừng như vậy chứ. Không. Đưa tao đã được. Thôi nào. Ok kìa. Đây hai đó. Rồi. Bèo. Bèo. What? Thôi nào. Chót tổ ma tề. Chót tổ ma tề. Mô ta. What the fuck? Nó cần đá được chi sồ à? Thôi nào, nó nói với tao là mày chỉ cần đá thôi chứ đừng có đá là chi sồn nhé. Tôi muốn chi sồn mình phải cần tới sắt đấy. Kìa, cái gì đấy, tại sao lại hành người như thế, cùng là con người với nhau mà hành nào tội cái mod này đấy, nó có phải con người không đây. Tôi thấy hai đuối mà thật sự chơi cái mod này đuối thật, nó đì người ta không chịu phát nào. Hai cái người nghĩ là cái nguyên si này thì nó sẽ là cho nó nằm ở dưới đáy của xã hội, bởi vì nó có quá nhiều thứ linh tinh ta linh tinh. Ok xong. Ui rồi mấy cái món si thôi nó chiếm nửa gương rồi, hơn nửa gương luôn, kinh thật. Trong khi mấy món đồ của tôi ấy, thì nó lại không chiếm bao nhiêu cả, nó rất là nhỏ nhắn xinh xắn cute for my well luôn. Để đây và ôi trời ơi, hay quá, nó cho mình làm một cái film mô và bột xương, mừng gì đâu. Tại sao lại có thể đi đi con người ta như thế. Đây là đất sét.
Tôi sẽ cần 7 hàng Vaseline Clay Bell và chuyển sang như thế này. Tôi mong là có cái nhiệm vụ nào đó là nó ở đây có này. Ô, nó kêu mình làm cái linh mota này, quải hạt. Ok, bảo sư anh phải hết là xong rồi. Còn ủa nó không, nó kêu ở đây anh phải crucible ta dùng nhà rồi nè, cầm cái crucible một cái đuốc chót tụi ma tè anh bạn à, đuốc kiếm đầu ra, trong khi đó tôi không có hang. Thôi nào, thôi nào. Vài nó kêu mình kiếm hang thì kìa. What the fuck? Eto. Ok. Where you Ok, và có đây video này sẽ kết thúc tại đây. Và nếu em thích video này, đừng quên một like, đăng ký kênh, chia sẻ video này để không bỏ lỡ tiếp theo nha. Chào các bạn những video tiếp theo sau. Bye bye.